mới dán cao cho cháu. Thế mà dán xong một cái là thế là không hoa nữa, mà lúc đấy là nó hoa hoa rũ rĩ ra. Là tôi mới làm như thế là khỏi 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 luôn, đến ngủ đến sáng. Tất cả anh chị em trong cả lớp ạ. À, cô có nghe thấy tôi nói không ạ? Dạ có nghe ạ. Con mời cô chia sẻ cái câu chuyện của cô đi vì con cũng tò mò quá. À vâng, thực tế là bảo là tiếc là không biết đến viện chẩn từ trước ấy, vì tôi mới biết cách đây được hơn 1 tháng ấy. Thì cái lần tôi nhắn tin là nhờ cô tư vấn dụng cụ ấy. Thế là bé nhà tôi là từ trước đến giờ, từ năm 2 tuổi cho đi là cứ ốm suốt ấy. Nghe đọc cái câu chuyện bức thư cô gửi cho con gái mà tôi cảm thấy mình như ở trong đấy đấy. Vì là bé tôi cũng cứ đi viện rồi về rồi lại tiêm rồi lại uống thuốc mà cứ đỡ rồi lại lại tái phát. Thế là vừa rồi biết đến diện chẩn, thực ra là như là cái phao cứu sinh ấy. Mừng quá nên là mới trước đây là chỉ xem phim thôi. Thế nhưng mà từ khi mà biết đến diện chẩn là chỉ có xem diện chẩn thôi, suốt ngày chỉ có xem diện chẩn. Thế Tuyệt là vời. mới nhờ hôm nhắn tin cho cô, nhưng mà chắc cô bận nên là mấy hôm không thấy, thế là mới mới gửi mình gọi cô Thùy Như ấy. Thế là cô hỗ trợ mua ít dụng cụ và cô cũng tư vấn là mua cái cẩm nang ấy. Thế là mua rồi về là học theo đánh chữa cho cháu. Nên là lần đầu tiên là cũng ho vào nửa đêm. Con này thì nó hay ho nửa đêm. Thế là ho xong rồi bà dậy 12 giờ dậy là dán. Lần đầu tiên là cũng chưa biết như nào. Thế là không biết đánh mà cũng không biết ấy gì cả. Chỉ dậy xong lấy tay quẹt quẹt tí xong là mới dán cao cho cháu. Thế mà dán xong một cái là thế là không hoa nữa, mà lúc đấy là nó hoa hoa rũ rĩ ra. Là tôi mới làm như thế là khỏi 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 luôn, đến ngủ đến trước đây thì hoa là 5 lần, cháu sốt rồi hoa cứ bà, vì cháu ở với bà nên là từ bé nên là lần 5 lần cho hoa sốt. Bà cứ ngồi ôm cháu mà không dám ngủ ấy, mấy đêm liền. Thực sự là đến khi mà biết được đến diện chẩn này, thực sự nó hay quá đấy. Cảm ơn thầy tổ, cảm ơn các cô đã chia sẻ. Vâng, cảm ơn bà. Chào em bé. Bạn ấy mấy tuổi rồi hả cô? Chào tôi anh. Con chào cô. Chào con 6 tuổi chưa? Con 6 tuổi rồi cơ À. ạ. Con năm nay chuẩn bị vào lớp 1 đấy. Dạ. Vâng, con nhìn thấy bạn ấy thay răng nên là con đoán được cái tuổi của bạn đấy. Vâng. Tuyệt vời, cảm ơn cô đã truyền động lực cho chúng con để chúng con tiếp tục lan tỏa diện chẩn. Tại Vâng. vì sao? Hôm bữa con có nhận được tin nhắn của cô thì con cũng rất là vui, rất Vâng. là biết ơn. Ngoài cảm ơn ra thì không biết nói gì cả. Nên là chỉ mong rằng những ai mà chúng ta nhận được giá trị ấy, chúng ta cũng hãy chia sẻ lại với một ai đó. Bởi vì Vâng. thầy Đồ các bạn dạy chúng ta rồi, kiến thức chia 10 là kiến thức nhân 100. Đúng Vâng. không ạ? Và cô Chín cho con phỏng vấn một tí là một người chưa học diện chẩn như cô, tức là chưa học một cái khóa diện chẩn nào bài bản á. À, cô chỉ gọi là tự nghiên cứu thôi, mà khi mà cô đọc cái tờ cẩm nang đấy lên ấy, thì cô đánh giá là những người mà chưa học diện chẩn mà chỉ cần được tặng cái tờ cẩm nang đấy thôi thì có làm được diện chẩn, có làm trị ho được không ạ? Được cô ạ. Cái đấy là cô làm như thế nó chắc tiết lắm rồi. Nó Như chi tiết lắm, nào phải cô là giảng? cô chưa học diễn Dạ. chẩn lắm. Thế mà cũng chỉ là xem qua YouTube thôi, xem qua mạng thôi, nhưng mà các cô chia sẻ rồi là có cái tờ cẩm nang là cứ thế làm thôi, là nó các cô đã ấy, và đấy là rất chi tiết rồi. Vâng, cảm ơn cô. Đấy là điều mà con mong muốn nhất. Nếu như mà chúng ta học, bây giờ chúng ta vào khóa trị ho rồi thì chúng ta thấy có dễ hiểu hơn không ạ? Vâng, có Dạ. Cảm ơn ơn cô Chín. cô Vâng. rất, chỉ biết nói cảm ơn thôi.
Con cũng vậy. Hơn. Những chia sẻ của cô nó thực sự nó chạm vào những cái cảm xúc hạnh phúc của những người mà làm diện chẩn. Sau này cô mà giúp được em bé nào không phải là cháu mình, cháu của hàng xóm cũng vậy, sẽ rất là vui và rất là hạnh phúc. Nên là trên cái hành trình này rất là biết ơn những ai mà chúng ta lan tỏa diện chẩn và chia sẻ diện chẩn, bởi vì chính chúng ta đang ứng dụng cái phương pháp diện chẩn của người Việt Nam. Chúng ta tự hào khi chúng ta là người Việt Nam mà, đúng không ạ? Vâng.